cửa khóa và đấu chảy ra. Thấy tôi quyền lực không? Mẹ bà nó nhà giàu gắn hệ thống tự động quất cái là hết nhạc liền. Ủa chồng ơi, ông có gì mà quay cái lò tắt nhạc gì vậy? Cái gì vậy? Không sao, không sao, không hề yếu, bụng tôi mạnh lắm. Mạnh lắm không? Mạnh. Xin lỗi. Cái đó tôi cũng thấy thúi lắm. Ông, xin lỗi, cái này là Cái này là sao mà kỳ vậy? Ví dụ mà có gì mình ném vô mình kì, không cái này là tôi đã ném rồi nhưng tôi ném không được nó mới phun ra, nó tới được nó đã... một cái luồng hơi trời ơi lạnh, tôi thấy lạnh xong nó phà cái xà xuống trời nữa cơ. Mày làm gì mày chui chứ hả tao mày? Thì đó cô kêu con chui đó. Mày đâu mày quay nhà tao? Mày hại tao chưa đủ nữa hả tao? Dạ. Cái con này là cái con khốn nạn chứ nha. Mày tối ngày mày to là bây giờ tao nghe bà mứa theo dõi tôi phải không? Dạ. Nó qua thăm em mà mình ơi. Thăm bà hả? Thăm bà hay qua báo tin cho bà? Có đâu. Mày hại tao ngày hôm nay ở casino tao thua. Trời ơi, thôi em lại chồng là con. À, biết nó mới làm gì không? Nó làm gì chồng đâu. Con khốn nạn, mày hại tao chi mày mà casino nó sẽ giết tao ngoài kia kìa. Ủa vụ gì? Tôi kể quý vị nghe. Cái con này là cái con mà nó đối xử tôi không còn ra con người. Gì vậy chồng? Cái ngày mà tôi đi quánh bài ha, cái con vợ tôi phái nó theo tôi đâu có biết. Cái mồ thì tôi ngồi bàn nào với nó ngồi kia bên ngồi bàn đó. Cái tôi ngồi bàn nào của anh kia bên ngồi bàn đó. Mà nó nhìn không nó có bánh ha. Cái mình sẽ thấy thương, mình thấy gì cái cách em nó còn trẻ, nó có tiền quấn không. Cái mình đặt cho nó không dám đi chơi. Mà cái nết nó chơi bài chơi đét lắm, mẹ bà nó ngồi nó nặng bài nó nặng như mình. Bài mà nó nặng giống như là nó nặng mụn vậy. Thế nó ngồi nó có xích xoa nữa mà nó quanh nó chỉ, ghét cái dòng chỉ không thấy không. Ghét cái là quýnh bài mà có đứa ngồi cái bên nó chỉ thấy không. Mình đặt cái 5-6 ngàn mà nó không nói gì cho mấy đứa đặt 40 hay chỉ nhiều mình thấy ghét đó. Rồi nó nói ra bài kéo lên blackjack, kéo lên 12. 12 thì người ta bên Việt Nam 16 được dằn đúng quý vị. Đây 12 nó cho dằn rồi. Dằn thì thôi đừng kéo. Kéo lát lên điêu lợn. Nó kéo ra cái con kia rồi nó quắt đúng không. Con ngựa 12 vừa kéo lên 12 cái quỷ cái ngồi kia bên. Kéo đi. Nó làm chừng 7 lần thằng kêu lợn không biết tiếng Việt mà nghe nó kéo đi biết cái 12 á. Còn cái chuyện này mới ghê. Cái nó thấy họ mình thua nhiều quá mới nói chú ơi chú, bây giờ á đánh bài là có cái chiêu chú phải lấy cái nhau mèo quá chú về chú phơ khô là nó hơn lắm đúng không? Nó nói đúng rồi. Đúng thì đó. Mấy ông đánh bài là chuyên môn canh con mèo đẻ lụm cái nhau phơi khô để trong người quánh đau thắng đó. Đúng chưa? Đúng rồi. Mày đưa tao cái nhau mèo nhà mày đúng không? Đó thì cái hộp được đưa chú đó. Nó nói nhà nó có con mèo, cái nó lấy nhau mèo bỏ trong hộp đưa tôi. Tôi trân quý quý vị. Hàng quý mà. Đúng rồi. Nâng như nâng trứng hứng như hứng quang ôm vào lòng. Mang vô casino ngồi xuống quýnh nửa tiếng hồ nó lôi ra nó để bạn đùa thịt bự treo hình trước casino cắm vô 3 năm luôn. Trời ơi. Thì đúng rồi, bây giờ chú đánh giỏi quá tao phải in hình chú lên để tiên vô tán thưởng chứ. Tao bán vô mặt mà chứ tán thưởng. Tao dạy cho mày biết thế nào là tán thưởng nha. Chừng nào nó treo hình mình lên nó đề hai chữ honor nó mới là tuyên dương. Còn nó treo hình tôi lên nó đề hai chữ danger, thằng này nguy hiểm nè. Ủa là sao mình? Ủa là sao? Nó đuổi 3 năm. À mày nghĩ làm sao? Tôi kêu nó đưa tôi nhau mèo mà nó đưa lụm cứt mèo. Trời Phật ơi, cái ngày tôi nhận cái hũ tôi nó thúi quá mà tôi đâu có dám nói. Cha sinh mẹ đẻ có biết nhau mèo là cái thứ gì đâu. Cầm vô trong này là ngồi vừa ngồi xuống cái chân nó tản ra hết không còn một đứa. Tôi tưởng với nhau mày nó linh nghiệm ai ngờ mẹ thúi quá nó tản ra chứ chịu đâu rồi. Tôi ngồi tôi quýnh một hồi mà trời đất ơi thì các cái thằng điêu lơ cứ quýnh chiên giác đổi thằng chiên giác đổi thằng. Ủa sao kỳ vậy? Mẹ mày tay bịt mũi tay chia bài tay nào bóc mày. Hả? Chia bài mà nó bịt mũi vậy nè. Còn hầu nó kêu bốn thằng ra hai thằng còn lại là bịt hai mũi hai thằng kia. Một thằng kia một thằng xào bài đó. Chớ một chén mà bốn thằng điêu lơ. Có hao hụt của casino không? Tôi ngồi tôi quýnh một hồi mà nó thúi quá chịu không nổi. Sự kêu đường đi nó bu đen đỏ tôi lại tôi tưởng tôi là chân mà tôi giống như là kiểu mình nghệ sĩ đường phố vậy. Trời ơi, nó quýnh một hồi nó thúi quá chịu không nổi. Nó kéo tôi ra, nó xét người, nó nói open your back. Tôi nói no, not in there, open your back. Tôi vừa kéo ra nó oh shit. Trời ơi.
Tôi tưởng nó chửi tôi nhưng mà không, nó nói cái thứ trong hợp á. Tao có biết rồi đó, tại sao mày chơi, chơi khốn nạn rồi mày. Dạ không có, đó là nhau mèo thiệt mà. Tại sao? Là bữa đó con về là con thương chú, là con thấy chú đánh bài xui quá, là con canh con mèo nhà con nó bầu rồi. Là bữa đó con về kêu mèo 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 mày đẻ đi, mày đẻ đi, mày đẻ đi. Mèo kêu ok, đó. Con mèo đó là mèo Doraemon hay sao nó biết ok mày? Không, ý là con thấy con mèo nó dễ. Mèo mày nhà mày mèo quỷ nữa mà, cái gì mày? Ý là con mèo gật đầu, cái nó chịu luôn. Cái nó chạy, cái chạc tủ nó đẻ, nó đặt kêu mèo mèo mèo. Con vừa thò tay vô tờ cúp điện chứ. Cái con thò con mò mò, con thấy mềm 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 mềm. Cái con lật ra bỏ con hộp đưa chú. Giờ chú nói con mới biết, út mèo. Mà nó còn khốn nạn, nó nói là chú, cái nhà mèo chứ mình đi chùa vậy đó, vuốt mà để mặt như nào, vuốt mặt như nào là nó sẽ hơi, nó lấy cái hơi của nó bằng mà thì vuốt muốn chết mà vuốt tới đầu cuối cho nó mày chịu không nổi. Mẹ một cái răng chịu được muốn đặt con mi trong mặt mà cuối cùng là nó thiệt đi. Khốn nạn mày, tao nói chuyện. Thôi mà, thôi mà, thôi mà, tao nói tôi. Mày giết mày, tao không phải là gì. Cô quýnh con nữa mà, cô quýnh con. Thôi mà đừng có đánh người ta mà, chồng ơi, tha người ta đi chồng. Ê giận, mắt tao đâu phải dựng dây gì nữa mà làm gì. Mày bẻ tao dữ vậy? Không phải, em thấy chồng hung hăng quá. Sao mày khôn nhà ra chợ mày giúp người ta mày đè chồng mày vậy? Em sợ chồng đánh người ta. Mày đứng yên đó. Thôi mà chồng ơi, đừng đó. Mày đứng yên, mày đứng yên. Tao có cảm giác, tao có cảm giác. Tao như là tội phạm. Mày phải hay cho mày giết tao đi. Tôi giết. Mày bỏ chồng tao ra coi thác. Đừng yên đó, đừng đi ra. Thác. Dạ. Tao nói cho mày nghe. Một ngày nào có tao là đừng có mày nghe chưa? Tao quyên rủa mày không một người nào ở gần mày được cái thắt nha. Cha mẹ mày đẻ mày ra không biết dạy dỗ mày, đi phải làm mà có thắt. Mày nhìn ra mày đi, mày là đàn ông mày không ra cái gì hết, nam cũng ra nam, nữ cũng ra nữ, ăn bận như con lân, đầu tóc như con điên, cứ bóng lại cái thôi đi. Cái hệ thống âm thanh nhà này thì chưa thấy con động vật nào khóc xấu như con này. Thời xanh có mầm cô nào, con trai con gái hùng mê đi. Mày chửi quá à. Tao chửi mày là tao làm gì tao. Hả mày? Thôi tao mà. Chửi mày làm gì tao. Thôi đừng có đánh nó nữa mà chồng ơi. Nè, con sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Chú quánh con, chú mạt sát con. Chú nhớ kỹ ngày hôm nay nha chú. Tao chửi mày nữa mày làm gì tao. Con sẽ quay trở lại, chắc chắn sẽ lợi hại hơn xưa. Mày chờ, biết tao chờ mày quay trở lại, nó thắng tao chờ mày đó. Con chào chú, con chào cô. Mày ra phải mày coi cho mày đụng mày té hả? Thắng ơi. Nó gãy giò rồi. Trời sao ông kỳ vậy chồng. Bà nghe, tôi cấm bà giao du như cái thứ gì con thắng rồi đi. Nó thương tôi lắm đó, ông đừng có nói vậy. Nó làm gì thương bà? Nó bỏ công ăn việc làm, nó đi theo dõi ông cho tôi đó. Trời ơi, bỏ công ăn việc làm đi theo dõi gia đình ta là cái đứa nó rảnh chứ nó tốt gì trời. Bà khùng quá. Ông đừng có chửi nó tội lắm ông ơi. Gia đình mình bây giờ có tiền mà không thể chơi những cái thứ mà sàm đế gì được, nó mất cái lé vồ của gia đình. Cái gì? Ủa ông mắc cười quá, bây giờ nhà có ba người ha. Ông thì đi quánh bài suốt ngày, con thì đi du học xa, tôi còn có một mình là thì nó chạy qua nó chơi với tôi, không chơi với ai. Tôi không còn biết, bà có đi chơi với ai cũng được. Người ta nói là mèo nào, cám nhiễu nào, bà hiểu không? Nồi nào đúc chung đó, bà phải chơi với cái người đẳng cấp sang trọng, hiểu không? Thí dụ Lâm Bầu Sơn, sao bọn chơi đó? Cái thằng mà nó cao hơn bức tường chút xíu đó. Tôi đứng chắc cao hơn nó lo tí. Sao bọn chơi đó? Tôi thích chơi với ai thì kệ tôi đi. Ồ, ông sao ông không? Bà làm gì mà phái người mà đi điều tra tôi vậy? Nghĩ mẹ cái hệ thống gắn ngàn máy mà bơm hoài một mỗi tay đưa nó không tắt nha. Khốn nạn kìa. Sao con kỳ vậy? Dạ. Sao con đi mà con lướt qua ba mẹ con mừng gì hết đâu vậy? Không có, con mừng quá nhưng mà con phải vô con cất đồ đàng hoàng. Con rảnh tay rảnh chân, con ra đây con mới khoanh tay lại con chào ba. Ừ. Con chào mẹ. Tao thương quá, nào quay qua tao thì đứa. Dạ. Nào quay ba con nhầm coi. Dạ. Trời sao chị Kiều mà nhìn mày dơ vậy? Người ta hỏi thì chị Kiều sao nhìn mày dơ dữ vậy? Mày ăn bằng cái gì thế ghê vậy? Trời ơi, ba má không biết gì fashion. Cái gì fashion gì? Đồ thời trang mặc theo phong cách người Nhật Bộ, thời trang Nippon. Tao biết cái này fashion thì không chỉ nhìn mày tao phát hờn nữa nha.
mày ăn bận thấy ghê quá, tao cho mày bao nhiêu tiền mày ăn bận kỳ quá, con mất mặt gia đình mình. Đáng lẽ con về bà tưởng con bận vest tông được con thắt cà vạt đi vô cho kỳ, con mất mặt gia đình. Cái gu của con. Thôi đi ông ơi. Ủa sao kỳ vậy ông? Ủa mỗi lần gặp con mình là ông mệt thị đó là sao vậy? Hả? Đó. Nhiều khi tôi suy nghĩ hoài không biết nó phải con ruột của ông không thì để tôi rà lại coi. Cái gì vậy? Em ôi xưa mà Lan già nhiều lắm, mình sao giờ mà phải rà lại coi nó phải con tôi không? Ghét, tôi nói cho bỏ ghét vậy đó. Vừa phải thôi nha. Con mình mà sao chửi kỳ cục vậy, chê bai thằng chó thậm tệ. Thì ghê quá, cái gì không nổi. Con thích là con làm với ba, làm với ba la xấu hổ ăn bận kỳ cục. Mày đến con. Nếu không nào ba la thì đôi ba còn đến con. Ủa mày làm gì? Trời ơi, mày tội nó đáng thương hả mày? Tôi thấy mày làm gì tao? Cắt cái đầu viên điên gì đó, đi du học quá lâu gì mà xấu xí à. Thôi đi. Anh yêu con nhỏ hoài, nhỏ mới về mà đè đầu nó ra quấn quá. Ôi trời mẹ chung, mẹ chung con. Mẹ. Ông ơi. Hồi nãy đó, hồi nãy mà trước khi nó khóc tôi còn nghi ngờ nó phải con không? Bây giờ tôi nhìn cái mặt nó khóc xong tôi nghi ngờ nó phải con tôi luôn á thiệt. Ôi quá sao nó xấu dữ vậy trời. Trời sao mày giống ai mày xấu dữ vậy con? Giống con thắm á, cái mặt này xấu khóc xấu dữ con thắm. Thôi đi con. Ai chưa bay cùng avatar đó thiệt. Nó ghê quá. Xấu thiệt mà xấu. Nghĩ ra coi sao con với con Nam trong sớm này. Con mình vừa mới về không nói không ghé được một lời chửi đằng cho con mặt đừng kêu nói xấu này xấu nọ. Con là con người mà nói một hồi ra con nhìn con không nói chuyện với ba mẹ. Con không nói chuyện với ba mẹ nữa, con giật. Trời ơi, xấu mà làm đáng yêu cái gương thiệt. Ôi trời, tôi có giật con trong tàn của mẹ, của mẹ đã chung mẹ chung, không có giật nè. Thôi mà mẹ xin lỗi, đừng có giận mẹ. Ủa mày làm gì với con mẹ, mày thương mày mà. Mày làm gì mày xa lấy mẹ, mày mẹ thương mẹ. Không. Mày phải thương mẹ chứ mẹ thương. Khoan, hình như nó có cái gì không ổn. Bà thương con hả? Khoan, bà ơi, cái nách bà không ổn lắm. Mẹ, cái nách chua lắm mẹ ơi. Má yêu thương đừng có đẩy vô góc kẹt như vậy. Yêu thương mình không có cưỡng cầu người ta được, bà hiểu không? Bà đẩy vô đó nó không có đường ra, bà hiểu không? Má đêm nào tôi cũng hử tôi biết cái mùi nó cỡ nào. Không nên làm gì với con mình. Kỳ quá. Không phải mẹ. Mày kỳ quá mà thì cái mày làm mẹ quê quá. Thôi, ý con là con thương mẹ, con biết là con thương mẹ nhưng mà cái gì? Cái mùi vị nó chua thì con phải nói chua thôi. Trời ơi, con không đánh lừa được cái không nói chua là nó không hết được cái chữ đó đâu, diễn tả hết mẹ mày nó phải hơi spicy nữa. Thôi đi.